Vâng, xin chào anh chị các bạn. Chào mừng anh chị và bạn đến với video bài học tiếp theo. Trong video bài học này thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn một cái quy trình xây dựng thương hiệu cá nhân là một cái chuẩn quốc tế. Tại sao lại nói là chuẩn quốc tế? Vì thế giới người ta áp dụng như thế này. Thì tôi đã sử dụng được một cái model, tức là một cái mô hình và tôi phiên dịch ra cho các bạn và tôi đó lấy những cái ví dụ cụ thể cho anh chị và các bạn. Thế thì thứ nhất là chúng ta cần phải xây dựng thương hiệu cá nhân là để làm gì? Thì chúng ta thấy rằng là cũng giống như hàng hóa hoặc là doanh nghiệp thì chúng ta thấy rằng là hàng hóa cũng có thương hiệu, doanh nghiệp cũng có thương hiệu, sản phẩm có thương hiệu. Và bây giờ trên mạng xã hội nó phát triển 10 năm nay thì người ta càng ngày càng đề cập đến thương hiệu cá nhân. Và giới giàu của châu Á, ví dụ như Singapore hay là Trung Quốc, người ta bỏ rất nhiều tiền ra đi học để xây dựng thương hiệu cá nhân. Bởi vì thương hiệu cá nhân có ảnh hưởng rất lớn đến những người khác, cũng như là làm cho bạn bán hàng quảng cáo kiếm tiền một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi lấy thí dụ một cái ví dụ ở trên thế giới, như là CEO của hãng Tesla là cái hãng mà sản xuất xe điện, xe hơi điện. Khi mà tôi sang Mỹ thì tôi biết rằng là Tesla chạy ở Mỹ khá là nhiều. Và CEO của hãng này chính là Elon Musk, đúng không ạ? Một người đàn ông mà chúng ta thấy rằng là rất là nổi tiếng, được mệnh danh là Iron Man phiên bản thực. Thế thì một cái bài twist đăng trên Twitter của Elon thì chúng ta thấy rằng là nó có thể khuynh đảo được cả giá cổ phiếu của thị trường phố Wall, thậm chí có thể làm tăng hoặc giảm giá cổ phiếu của chính Tesla, làm cho các nhà đầu tư cảm thấy muốn đầu tư cũng như là các cái nhà đầu tư cảm thấy muốn rút tiền. Một cái bài twist mà các bạn biết rồi, cái twist của Facebook nó các bạn biết rồi đấy, cái twist của Twitter nó khác với cái Facebook rất là nhiều. Bởi vì một cái đoạn twist nó chỉ dài có 128 ký tự mà làm khuynh đảo thị trường. Bởi vì cái thương hiệu của Elon Musk quá mạnh, đúng không ạ? Tương tự như thế thì cũng các cái thương hiệu khác như là ngài Tổng thống Donald Trump hay là ngài Chủ tịch Bloomberg hay là tất cả những cái hãng khác thì họ cũng đều rất là chú trọng đến xây dựng thương hiệu cá nhân. Và ở Việt Nam cũng như vậy. Hiện nay những cái hot Facebooker hoặc là những cái hot YouTuber hoặc là những cái người nổi tiếng showbiz đều có thương hiệu cá nhân rất mạnh và họ có thể kiếm tiền, họ có thể chạy show, họ có thể làm được rất nhiều thứ. Tiếc rằng là thầy Phan Anh thì chưa nổi tiếng lắm, đúng không ạ? Bởi vì là rất chăm chỉ làm những cái video như thế này, không làm những cái gì mà nó nhanh sốc, nhanh nổi, có view cao, mà làm video bài học thì bao giờ nó cũng kém hơn, đúng không ạ? Nhưng mà thôi, không sao, tôi chấp nhận với điều đó bởi vì tôi lựa chọn cái định vị thương hiệu của tôi là một chuyên gia trong lĩnh vực về business marketing, đúng không? Rồi, ok, bắt đầu là chúng ta sẽ gồm có 8 bước là như thế nào. Đó, thì đây chúng ta thấy là đầu tiên này, set the goals, tức là thiết lập mục tiêu, đúng không ạ? Identify the values, tức là chúng ta xác nhận cái giá trị của chúng ta. Đấy, sau đó là build on the strength, tức là chúng ta xây nó dựa trên những cái lợi thế của chúng ta. Hay là identify the personalization, tức là cái sự cá nhân hóa của chúng ta là gì, đúng không ạ? Bước số 5 là gì ạ? Create the brand promise, tức là chúng ta đưa ra cái lời hứa thương hiệu cho chính bản thân chúng ta. Thương hiệu của chúng ta chính là nhân hiệu, tức là thương hiệu của cá nhân. Và chúng ta tiếp tục là sẽ tạo ra các cái giá trị có giá trị cao hơn. Chúng ta tiếp tục là sẽ làm cho cái thương hiệu của chúng ta ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn và chúng ta kể một câu chuyện. Thì đấy là các cái bước để chúng ta làm và cụ thể là gì. Vâng, đây là thông tin cá nhân của tôi. Đầu tiên thì chúng ta cần phải xác định mục tiêu, đúng không ạ? Chúng ta phải xác định rõ và chi tiết rằng là cái mục tiêu chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân của chúng ta là gì. Chúng ta có thể lượng hóa bằng một cái kế hoạch, ví dụ như là chúng ta đăng bài trên fanpage như thế nào, chúng ta đăng bài trên web như thế nào, chúng ta đăng bài trên YouTube như thế nào. Chúng ta phải có kế hoạch hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, đúng không ạ? Và chúng ta cần phải rất là chăm chỉ, rất là cố gắng trong cái việc đó. Ví dụ như thầy Văn Anh rất là bận nhưng mà vẫn cố gắng sản xuất các cái video khóa học hoặc là các cái video chia sẻ trên YouTube hoặc là viết các bài viết trên website hay là trên Facebook. Thì đấy chính là cái chúng ta xác định cái mục tiêu. Mục tiêu chúng ta là có thể là mục tiêu là gì ạ? Chúng ta có thể trở thành ai? Chúng ta mong muốn như thế nào? Và chúng ta muốn người ta biết đến với cái tư cách là gì? Khách hàng của chúng ta là ai? Họ mong muốn đọc những thông tin gì? Làm thế nào để có thể cuốn hút được cái khách hàng mục tiêu của chúng ta. Ví dụ như chúng ta bán đồ mẹ bé thì chúng ta phải viết các câu chuyện về mẹ bé, về cách chăm sóc sức khỏe, đúng không ạ? Về cách chăm sóc em bé, về hạnh phúc gia đình, vân vân.
Đấy, và cái giá trị mình có thể đem lại là cái gì? À, các kỹ năng nghề nghiệp quan trọng của mình là cái gì? Thì cái này là cái bước số 2, là cái bước mà xác định giá trị riêng, cái values của cái người đó, đúng không ạ? Người thể hiện là gì ạ? Mình muốn trở thành ai, muốn người ta biết đến một người như nào, mình có tài năng gì, mình có thể cống hiến cái gì, và thậm chí mình phải học hỏi để làm được cái việc đấy. Tôi nghĩ cũng khá là tốt, đúng không? Tiếp tục ạ. Bước số 3 là chúng ta sẽ xác định các điểm mạnh, điểm yếu. Thì chúng ta có thể sử dụng mô hình SWOT, đúng không ạ? SWOT tức là SWOT. Đấy, thì nó viết tắt của bốn cái từ tiếng Anh là điểm mạnh, điểm yếu, ưu điểm, nhược điểm, cơ hội, thách thức, vân vân. Thế thì mình xác định những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình và sự khác biệt để mình tìm ra cái sự khác biệt. Và mình cũng xác định các yếu tố để mà tạo nên cái cá tính, cái phong cách, cái quan điểm và cái cách thể hiện của mình. Ví dụ như mình hài hước hay là mình xấp xích hay mình bậy bựa hay là mình dí dỏm. Thế còn như phong cách của thầy Phan Anh thì đúng là kiểu của giáo viên lành quá, cứ nói làm sao mà tri thức khoa học là được, đúng không? Thì nếu như mà thầy Phan Anh kết hợp với những cái gì đấy vui vui hay hay sốc sốc hơn một chút nữa thì tôi nghĩ là cũng thành công hơn đấy. Và chúng ta liên tục phát triển những cái nội dung, các định dạng bài viết, định dạng video, định dạng hình ảnh, livestream. Đấy là những cái định dạng mà chúng ta có thể, hoặc là ra sách, ra ebook, ra PowerPoint hay ra slide vân vân để chúng ta làm. Thì trong cái quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân đấy, chúng ta phải xác định các điểm mạnh của chúng ta để chúng ta làm. Tài năng là gì? Chúng ta biết chơi guitar hay không? Chúng ta biết làm make up hay không? Thế còn thầy Phan Anh rất là giỏi về cái chuyện là giảng dạy, đào tạo, tư vấn và triển khai, thì thầy Phan Anh cứ làm những cái việc đó, đúng không ạ? Thế còn không phải là thầy Phan Anh không biết làm những thứ khác, nhưng mà chúng ta truyền thông thì chúng ta truyền thông một thông điệp thôi. Ông ấy là chuyên gia hàng đầu về marketing online, chuyên gia hàng đầu về kinh doanh, về bán hàng trực tuyến. Chứ ông ấy không phải là chuyên gia hàng đầu về nhiếp ảnh, ông cũng không phải là chuyên gia hàng đầu về những cái lĩnh vực khác, đúng không? Thì chúng ta chọn một thứ thôi thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đó. Và chúng ta phải xác định được cái bản sắc cá tính, personality, cái bản sắc cá tính của chúng ta, đúng không ạ? Nó giống như là cái câu nói là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Đấy, thế nên là chúng ta cần phải chọn được cái style, cái phong cách. Ví dụ như là phong cách ăn mặc, nó phong cách trang điểm, rồi thì cách nói chuyện, tất cả những cái thứ đấy, đúng không ạ? Vâng, mình cần phải có bản ngã, mình cần phải có bản sắc riêng để mà người ta theo đuổi. Đó, thì mình không bị nhầm lẫn, không bị khác, bị gọi là hòa lẫn với những người khác, đúng không ạ? Cái con cá màu xanh như thế này, mình liên tục sáng tạo, mình liên tục chăm chỉ, mình liên tục cam kết đạt được các cái KPI. Ví dụ như bây giờ một ngày mà một cái khóa học, một ngày một cái video, một ngày một cái bài mà tôi live stream, một ngày mà tôi đưa một cái vlog lên thì nó rất là quan trọng. Chưa cần biết đến cái nội dung là gì, nhưng mà chúng ta cam kết cái đấy, chúng ta chăm chỉ, chúng ta nỗ lực đó, và đặc biệt là chúng ta liên tục là phải tìm ra những con đường mới, chủ đề mới, phương thức mới, nội dung mới. Và nếu như có thể thì tôi khuyên các bạn nên điên một chút, nên sốc độc lạ một chút, thì chúng ta sẽ thành công hơn rất nhiều. Chúng ta đi tìm ra những con đường riêng của chúng ta, giống như là Vlog 1977, đúng không ạ? Chỉ có mấy cái video thôi nhưng mà các bạn bây giờ rất rất nổi tiếng. Và thực sự là tôi rất ngưỡng mộ các bạn ấy. Các bạn nên học hỏi những cái điều đó, đúng không ạ? Vâng. Bước số 5 là chúng ta xác định cái style của chúng ta. Vâng. Cái lời hứa thương hiệu của chúng ta là cái gì? Cái style của chúng ta, đúng không ạ? Thì cái phong cách, tất cả những cái ngôn tình hay cái ngôn từ mà chúng ta viết, hình ảnh mà chúng ta sử dụng thì chúng ta đều phải nhất quán. Đấy, và chúng ta liên tục là chúng ta thể hiện những cái truyền thông, những cái thông điệp là, ví dụ như tôi là chuyên gia về marketing thì tôi sẽ liên tục nói về marketing. Tôi sẽ phải nói rất là rõ ràng, cụ thể về điều đó, đúng không ạ? Vâng. Chúng ta phải cam kết các hình ảnh một cách rõ ràng từ đầu đến cuối, một cái thông điệp mà rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Vâng, phải tuân thủ nghiêm ngặt, chứ không phải chúng ta tùy tiện chúng ta đăng bài, chúng ta tùy tiện chúng ta đăng hình ảnh, tùy tiện đăng những cái bài post hay là những cái hình ảnh xốc xếch, thì nó có thể sẽ ảnh hưởng đến cái giá trị thương hiệu mà chúng ta theo đuổi, đúng không ạ? Vâng, và chúng ta xác định các cái yếu tố tập trung cho hỗ trợ cho thương hiệu. Ví dụ như là chúng ta phải xây dựng một cái hệ sinh thái. Cái hệ sinh thái này gồm những cái gì thì tôi khuyên là, thứ nhất là dùng web cá nhân, ví dụ như fananholai.com hay là pamarketing.vn. Thứ hai là kênh YouTube thì các bạn làm miễn phí trên 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 mạng, đúng không ạ? Kênh YouTube thì chúng ta vào, chúng ta tạo đơn giản thôi. Chúng ta sử dụng Gmail, chúng ta đăng nhập và chúng ta tạo ra, sau đó chúng ta sản xuất các cái video chúng ta đưa lên. Và quan trọng nhất là chúng ta phải đưa lên nó hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày và có chất lượng. Chúng ta có thể sử dụng Facebook, bao gồm Facebook cá nhân, fanpage,
cá nhân hoặc là hội nhóm. Ba cái công cụ này rất là mạnh, và sau đó chúng ta có thể kết hợp với livestream chia sẻ câu chuyện, và chúng ta cũng có thể sử dụng Zalo hoặc là Instagram. Đấy là những cái kênh rất là mạnh tại Việt Nam. Tuy nhiên khi sử dụng rất nhiều kênh như vậy thì chúng ta cũng rơi vào trạng thái là bị quá tải nhá. Và chúng ta cần phải tập trung vào cái chiến lược nội dung số, tập trung vào các hình ảnh mà chúng ta chia sẻ. Thí dụ như là Ngọc Trinh, người ta tập trung vào cái hình ảnh đợt này là cô ấy làm những cái vlog về du lịch, và cô có những hình ảnh rất là sexy, rất là cuốn hút, đúng không ạ? Đúng với phong cách của cô ấy. Có thể người này nói, người kia nói, nhưng mà thực tế là cô ấy rất là thành công đó. Và cô ấy cũng sử dụng Facebook, cô cũng sử dụng Instagram, cũng sử dụng YouTube để cô ấy làm. Và chúng ta thúc đẩy các yếu tố hỗ trợ thương hiệu như là sản xuất các nội dung có chất lượng, đánh vào cảm xúc, đánh vào lòng tin, lòng trắc ẩn, tình yêu, sự vui vẻ, sự hài hước, nụ cười và nước mắt, những cảm xúc sâu đậm của người xem, người đọc, người nghe, thì chúng ta sẽ rất là dễ thành công và cái thương hiệu của chúng ta sẽ rất là mạnh và được yêu thích, đúng không? Và cuối cùng là chúng ta phải liên tục kể những câu chuyện thương hiệu của chúng ta, giống như là thương hiệu của sản phẩm thì người ta phải kể câu chuyện, thì chúng ta cũng phải kể câu chuyện của chúng ta và mang phong cách của chúng ta, và đặc biệt là nó phải sâu chuỗi, một cái quá trình dài và liên tục đổi mới. Bởi vì bây giờ là công nghệ cũng như là các cái thiết bị phần cứng phần mềm cho phép chúng ta có thể là thay đổi rất là nhiều các cái nội dung, các cái cách thức sản xuất nội dung, đúng không? Và nếu như mà chúng ta thấy rằng là giả sử mà các kênh của chúng ta như là kênh YouTube có hàng trăm nghìn người theo dõi, fanpage có trăm nghìn người thích, Facebook cá nhân có trăm nghìn người theo dõi, hoặc là Instagram có trăm nghìn người theo dõi, thì tôi nghĩ cực kỳ tuyệt vời. Những cái mối quan hệ làm ăn, những khách hàng, những cái nhãn hàng họ sẽ tìm chúng ta để họ 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 tiếp cận. Và ngày nay thì trong cái thời đại mà social media như thế này thì cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân là rất cần thiết, và chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng thương hiệu hoàn toàn miễn phí trên các cái nền tảng như vậy. Và sau đó thì chúng ta cần phải có đội ngũ phát triển nội dung. Thì thật ra thì về mặt cá nhân tôi thì tôi biết cái điều này, chúng tôi đã rất là nỗ lực sản xuất những cái nội dung có ích cho cộng đồng, hoặc là có ích cho những cái người học là các cái chủ doanh nghiệp vân vân, như cái bài học này. Thế nhưng mà cái cách mà tôi làm thì nó cũng thuần túy, nó cũng lành lành theo kiểu tôi là giảng viên đại học, thì cũng không thể nào sốc nổi, cũng không thể nào mà bốc lửa hay là crazy được, đúng không? Nhưng với các bạn thì tôi khuyên là nên thử những cái phương pháp như vậy thì cũng rất là tốt, được chưa ạ? Và nếu như mà các bạn có bất kỳ một cái yêu cầu, một cái mong muốn, hoặc là một cái trao đổi gì, một cái tư vấn gì về marketing online, bán hàng trực tuyến, hay là thương mại điện tử, hay là truyền thông vân vân, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi ở địa chỉ là website pamarketing.vn, hoặc là facebook.com/PR Marketing, hoặc là Phan Anh Online là cái Facebook cá nhân của tôi, và kênh YouTube là PA Marketing. Đấy, hoặc là số điện thoại cá nhân của tôi là 0989 623 888 để được tư vấn và trợ giúp. Và một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi cái video bài học này, là cái video là 8 bước xây dựng thương hiệu cá nhân theo chuẩn quốc tế, và các bạn có thể hiểu được cái quy trình, cách thức làm. Và tôi nhắc lại là quan trọng nhất là bạn phải có lộ trình, bạn phải có kế hoạch, và cái kế hoạch này bạn phải làm rất là mạnh mẽ và cam kết đạt được điều đó. Ok nhá. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn. Bye bye.